mua mai làm gì, mua mai bẻ thôi. Tiền công ty mà có mua mấy này nó không cần thiết em. Đầu tiên là kẹp một dây xanh vào thiết địa. Cái đây là mình đo với thiết địa. Dây xanh thì cắm vô lỗ xanh. Dây đen quên. Nếu mà dùng chuẩn thì dùng dây đen luôn. Thì là đo cái thiết địa là dùng cái này, còn khi nào đo 2 gram mực dương là dùng dây xanh. Nó sẽ sử dụng để khi đo hệ thống thiết địa. Đo hệ thống thiết địa thì nó có cả 3 điểm chứ không phải là 2 điểm như đây. Cái này mình chỉ đo điện cho cái điện xem là cái dây này nó có hở vào tiếp địa hay không. Nên là so sánh cái dòng dò đối với từ dây dương ra tiếp địa xem là dò nó bao giờ là bao nhiêu. Thì bây giờ cái máy này nó sẽ là thông xông một dòng. Xông một dòng với giá trị mình ở đây là 1000V hoặc 2500V vào trong cái dây DC6 này. Bây giờ cái lượng điện nó dò ra ngoài là bao nhiêu thì nó sẽ tính được. Còn riêng dây DC6 này thì chỉ dùng lại 1000V thôi. Bởi vì dây này nó chỉ chịu được đến tầm 1000 mấy thôi. Nếu ông cho 2500 vào là nó hỏng dây. Về cái trường hợp ví dụ như lộn dây hoặc là dây bị đứt hoàn toàn thì mình đo cái này nó có vấn đề gì không anh? Đứt hoàn toàn chả hiểu gì. Như là đang xông dòng 1000V vào vào cái đoạn dây này. Và so sánh mấy dòng dò với tiếp địa. Tức là cái này nó có công thức ấy. Thì hiện tại bây giờ là dòng dò gần như là bằng, tức là gần như là không có dòng dò. Ao lơ là không có dòng dò. Không có dòng dò, đúng rồi. Và bây giờ đến dây này. Có thể là cái này còn chưa chạm được vào dây cơ. Nó về không là không dò này. Nếu mà về không thì tức là dò 100%. Bởi vì là cái này ấy, cái số đấy, cái con số mà hiển thị ở trên này này, mega ohm ấy, thì nó tính bằng công thức là y bằng cái gì nhỉ? Tức là dòng dò thì cái số dòng dò này này nó sẽ bằng số lượng gì nhỉ, số điện xông vào chia cho số điện dò ra. Sẽ ra cái dòng dò này. Thì ví dụ như là xông vào dòng 1000V mà bây giờ nó bị dò ra 1000V thì 1000 trên 1000 nó sẽ bằng 0 hoặc bằng 1. Đúng không? Nó bé thì tức là đang dò nhiều. Nó dò, nếu mà xông 1000V mà dò 1000V thì rõ ràng là cái dây này đang hở 100% tiếp địa này. Còn nếu xông vào 1000V vào mà nó chỉ dò ra tầm độ 1V thôi. Thì 1000 trên 1 bằng 1000 cơ mà, đúng không? Mà có thể nó còn nhỏ hơn nữa, không phải không mấy vôn thôi, nó chỉ dò ra không phải không mấy vôn thôi. Thì 1000 chia cho không phải không mấy nó phải lên tầm 3-4000, 5000, 10000 cơ. Thì những cái máy này nó chỉ đo là ví dụ như xông dòng 1000V vào, nó chỉ cần xác định dò ra số nhỏ nhất là chia cho hệ số nó tầm độ ra tầm độ 2000 là kịch kim. Ví dụ như là dò ra 0.5V ấy thì là được rồi. Thì nó hiển thị OL, tức là mãi mãi nó cứ dò rất bé, tức là cái con số dò rất bé để 1000 chia cho cái số đấy nó ra số rất lớn. Thì nó chỉ cần đến 2000 thôi, nó hiển thị đến 2000 thôi, còn trên 2000 nó không cần hiển thị nữa. Nó sẽ hiển thị OL, cứ trên 2000 nó sẽ hiển thị OL. Thì OL nó quá đạt rồi. Tức là số lượng dò nó quá ít. Nhưng hiện tại bây giờ hai dây này nó đang không dò, thế thôi. Nó đang không chạm vào tiếp địa. 2000 là 2000 gì? Tức là cái này cũng là 2000 là 2000 mega ohm thôi. Mega ohm ấy. Tức là như thế này là hiện tại bây giờ dây này, hai dây này đang không dò nhá. Có thể cái dây này hiện tại đang kéo đi đâu đó. Là có một cái dây ở đâu đó đang kéo về tủ. Hai dây này, tức là cái dây này nó không thông thẳng về tủ mà nó dây này kéo léo đéo biết là kéo đi đâu ấy. Bây giờ mình kiểm tra cái đấy thì bây giờ phải có một đoạn dây mình sẽ chập pha này và tiếp điện và ra tủ đo xem là cái pha này nó có thông với tiếp điện hay không. Nếu thông với tiếp điện thì cả dây này đang chuẩn cái tủ, còn nếu không thông tiếp điện thì dây này đang không thông. Cái này mà đi thẳng về tủ ấy thì khi mình lối ở đây với tiếp điện thì rõ ràng là đo tiếp điện với cả cái dây này thì nó sẽ phải thông thành một vòng, đúng không? Nhưng nếu mà nó đứt ở giữa hoặc nó mất ở giữa thì nó sẽ không thông. Tương tự như thế thì đến cái này. Ok. Bây giờ nếu như mà mình thấy là không xả đi. Chưa xả nó vẫn còn dòng 1000V trong đó, nó vẫn còn ít thôi chứ không phải 1000V. Đấy, vấn đề vẫn còn. Xả thêm nè.
Đây không sao. Đây dòng 1000V thì nó còn đỡ, nhưng dòng 2500 kinh lắm. Dòng 2500 đét lửa. Dạ, vậy là bước xả điện là mình chấm âm dương với nhau là ok. Bình thường âm dương hoặc là âm một chút điện, dương một chút điện. Nếu cắm với tiết điện là chuẩn nhất. Đây nhá, bây giờ ông nào ở đây, ông nào chọc vào đây cho tôi. Ừ, ra thơ thông mạch đi. Ông ra thơ thông mạch đi, chọc cho ông ra thơ thông mạch.